mấy em khác. Và trong buổi live stream ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với mục đích khách hàng. Và theo như trong hình ảnh mà các bạn có thể thấy thì tình trạng của vị khách hàng này là chính là mô tình mô phía phát triển, dẫn đến là cái khu vực của vị khách hàng này nhỏ và cái khoảng cách giữa hai cái khu vực này nó bị rất là lớn. Chính vì vậy nên là trước cái tình trạng này thì các bác sĩ của bệnh viện Encap đã thực hiện đặt túi ngực với cái size túi là 265cc, đồng thời là đưa cái khu vực về khu vực chuẩn. Và đây là cái kết quả sau khi mà bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ạ. Các bạn có thể thấy là cái bầu ngực bây giờ nó rất là đầy đặn và tự nhiên đúng không ạ? Và các bác sĩ của bệnh viện Encap đã thực hiện cái đường mổ là ở đường nách. Cái đường mổ đường nách này nó sẽ thực hiện cho những cái chị em mà chưa qua sinh nở và đặc biệt là có cái đầu tuy xám cũng như là nhỏ nhắn. Và ngoài ra thì ở cái vùng nách của chúng ta có nhiều nếp gấp nên là khi mà thực hiện đường nách nó sẽ khó phát hiện ra cái đường mổ ạ. Đây các bạn có thể xem sự khác nhau rất là rõ rệt giữa trước và sau khi phẫu thuật ạ. Bầu ngực sau khi phẫu thuật rất là tự nhiên. Và đây là một cái cam mà hôm nay bệnh viện em có đã thực hiện. Còn các bạn nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc là những cái ý kiến gì của mình thì có thể để bình luận dưới cái video này hoặc là đến trực tiếp tại bệnh viện Encap để lắng nghe những cái lời khuyên và tư vấn của bác sĩ. Còn bây giờ thì video live stream đã kết thúc tại đây rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những video live stream tiếp theo. Xin chào.